Trời ơi là trời, mình gắn công dây thôi mà mình đã mệt rồi đó. Mình cảm thấy là mình đang khá là mệt, tay mình nó đuối rồi đó. Xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động.com. Và bây giờ mình sẽ mở hộp để cho các bạn xem cái chiếc đồng hồ đỉnh cao nhất của Samsung hiện nay. Đó là chiếc Galaxy Watch Ultra. Đây là một cái phiên bản màu cam nha các bạn. Dây màu cam. À, còn cái mặt nó màu màu xám, cái phần body của nó là thép, hình như là titan, titan xám không phải thép. À, bộ nhớ trong của con này nó là 32 GB nha, gắn được eSIM luôn đấy. Đây là một cái hộp nguyên siêu và bây giờ mình sẽ mở ra để các bạn xem thử. Nhìn từ cái hộp thì nó rất, cảm giác nó rất là chỉnh chu nha các bạn, rất là cứng cáp và đẹp, cầm nó cảm thấy nó sang hẳn, so với lại cảm thấy nó thích hơn là những cái hộp mà dẹp dẹp màu trắng của mấy con Watch đời trước. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khui siêu ở dưới này trước đi. À, đây. Ok, một đầu ha. À, bây giờ tới đầu còn lại. Ok, như vậy là mình đã xé được cái siêu của nó hai đầu rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy nó ra để xem bên trong hộp có những cái gì nha. Wow, cái hộp này là rỗng nha. Cái nắp trên là rỗng. Ở dưới thì chúng ta sẽ thấy một cái đồng hồ, cái hình đồng hồ không có dây nha. Watch Ultra với cái nút màu cam nổi bật. Ok, là một cái hộp màu trắng. Bên trong này mình đoán nó sẽ chứa cái đồng hồ, tại vì hiện tại thì mình cũng chưa thấy cái đồng hồ đâu cả. Ở đây có vẻ là một cái hộp dây, còn phần này là nó hết rồi nha, không còn gì nữa. Như vậy là nó sẽ để dây ở một cái hộp riêng. Mình sẽ mở cái hộp dây trước. Tức là trong cái hộp lớn thì nó sẽ có hai hộp nhỏ. Dây silicone màu cam. Cái dạng đục lỗ như vậy thì nó mang nó sẽ rất là thoáng và nó không có bị thấm thấm nước. Tức là nước nó không có giữ lại trong này, da tay mình nó cũng đỡ. Da tay mình nó cũng đỡ bị ẩm, bị viêm. Ở dưới này là cái chỗ cái khóa này á, thì nó có để cái chữ là titanium. Titanium. Ở đây là logo của Samsung. Đây, ở phía ngoài dập chìm như thế này. Mình titanium, mình không biết có phải là titanium thật hay không. Ở đây là cái chấu dây của Samsung mà Samsung quảng cáo là cái chấu mới nè. Dễ gắn dễ gỡ hơn, mình cũng chưa biết sao. Tại mình cũng ít khi đeo đồng hồ lắm. Dịp này thì sẵn nó ra cái màu cam mới này, nên mình thử một cái coi như thế nào. Inner, cái khóa inner gì, nó có đánh, nó có ghi chữ ở dưới cái chỗ này nè. Inner, chữ nhỏ quá đọc không được. Dạo này mắt cũng hơi kém. Ok, cộng dây ha các bạn, cộng dây xong rồi. Rồi. Trời ơi nổi quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khui tiếp cái hộp lớn hơn còn lại nha. Ồ, hộp này nó cũng có seal nha, có seal hai đầu dưới luôn nè. Và bóc theo hướng mũi tên ha. Ok. Đây, seal này thì nó khá là dễ mở. Rồi chúng ta sẽ rất là hồi hộp, nhân vật chính của chúng ta sẽ nằm ở trong này. Wow, đây đây thấy rồi nha, khoan đã, mình hay có thói quen là khi mà khui cái gì đó mình sẽ khui mấy cái món mà phụ kiện trước, linh tinh đó, cái phần ngoài trước rồi mình sẽ cái phần chính thì mình sẽ khui sau. À, trong đây là có một cái hộp nhỏ nữa, chắc là mấy cái hướng dẫn sử dụng này nọ. À quên, sạc sạc này thì đầu thay si nhỏ ha, còn cái đầu này thì mình thấy nó là nhìn như y chang trên cái bộ sạc của con Watch 6 mà mình đã có trước đó. Có vẻ là
cái phần nó làm nhám nha, nhám nhìn sờ rất là thích tay nè, chắc cũng đỡ bẩn hơn. Không biết là cái công suất sạc nó có nhanh hơn cái con Watch 6 hay không. Đấy, sạc. Còn dưới này, dưới này thì nhìn trong cái khe hở mình thấy có rất nhiều sử dụng. Samsung tiếng Việt. Có một số cái hướng dẫn ở trong này. Ở đây thì người ta sẽ Samsung ghi lại về những cái vị trí chức năng ở trên cái thân đồng hồ ha. Rồi. Ây chà. Cái này là quảng cáo là bằng kính sapphire nha các bạn. Mặc dù là mình chưa có làm gì hết nhưng mà mình thấy ở đây nó có bụi. Có một cái bụi. Tuy nhiên là mình đẩy thì nó trôi, thì đây có nghĩa là bụi thôi. Samsung thì cũng hay thường khuyến mãi thêm mấy cái món, mấy cái hạt này. Riết rồi cũng quen. Mình sẽ xem cái phần dưới chút đi. Cái phần mặt dưới của nó. Ồ, cái này thực sự là không biết là nó là dạng sơn chị sơn giả nhám lên hay là cái màu gốc của nó là thế này luôn nhỉ. Ồ, ở trên này nó ngộ lắm nha. Cái phần này nè, cái phần thân nè. Cái phần thân này có cảm giác nó không biết bằng chất liệu gì thì mình cũng chưa đọc kỹ, mình chỉ nghe giới thiệu lời sơ sơ là titan thôi. Mà cái phần này, phần xám xám này nè, cứ như là cái bề mặt của cái đá mài dao vậy đó. Đó. Ồ, hai cái chốt này. Cái phần khoang chốt nó rộng ghê nhỉ, hai bên à. Đây, cái hệ thống 3 nút bấm. 3 nút bấm. Nãy tách tách ha. Cái dòng này không có xoay được nha. Toàn cái dòng này. Đây, cái nút này không có xoay được, toàn bộ là nút bấm hết. Bấm, bấm, bấm. Và cái mặt cái vòng ở trên này cũng không có xoay được nha. Nó cũng không xoay được luôn. Okay. Hình như là mình nhớ không nhầm, mình có coi trước trên cái spec của nó là nó 60 gram nha. Không biết bao gồm dây chưa, mình nhớ may mắn thôi. Mà cái kiểu cầm lên tay đúng là nó cũng khá là đầm tay đó, hơi đầm tay đó. Cái này mà bạn nào mà dạng mà tập gym này nọ mà cơ bắp mà cuồn cuộn sáu múi thì tay cổ tay to thì đeo rất là hợp luôn, mình nghĩ như vậy, chắc chắn là như vậy. Còn cổ tay mình hơi nhỏ nhưng mà cũng ráng đu đeo theo. Thực ra cái xương tay mình nó cũng to nhưng mà tại vì nó hơi ốm nên không có da có thịt như người ta thôi. Kệ, mắc vô cho nó khỏi tuột ra ngoài là được rồi. Bây giờ mình sẽ gắn thử cái dây này ha. Chết cha, lâu lắm rồi mình không có đeo cái đồng hồ, mình giờ không biết gắn cái bên nào cho nó bên nào với bên nào là đúng nữa. Thường dây à, nếu mà đặt lên cổ tay thì thường mình sẽ xoay về cái hướng mình dễ bấm như thế này, và cái dây này thường nó sẽ luồn ở dưới thì mình nghĩ là nó vậy. Ê, chết, ngoài chiếc nút hơi xoay ra ngoài. Trời đất ơi, hay là xoay vô đây, sao mà khó hiểu vậy. Bây giờ mình sẽ khởi động cái này lên coi có cái hướng chữ nó nằm đâu, không biết là nút nào, nút nguồn nữa, nút trắng, nút trắng, nút giữa đỏ cam, nút bên này đỏ đỏ. Thử thử bấm cái nút này coi nó lên không. Lên nha các bạn, lên. À, chữ Samsung xoay hướng này. Vậy là đặt như thế này. Ok. Rồi mình sẽ trong lúc nó khởi động mình sẽ gắn dây vô. Hy vọng là dễ gắn. Hay. Hình như không biết có cần phải bấm chốt không. Bấm chốt thì nó nhả ra, đúng rồi, nó hơi nhả ra, mình sẽ bấm. Trời ơi, nghe cái cách vô rồi nè. Úi dồi, Galaxy Quest
LTE. Cái này là mình phải kết nối với điện thoại thì nó mới vào cái mặt đồng hồ chính được ha. Cái đó mình sẽ setup sau. Lúc này mình chỉ quay sơ cho các bạn xem thôi. Còn đây nè, bên này. Hồi nãy mình thử ấn xuống rồi mình đẩy mạnh vô nó vô, bây giờ mình không thử là không có ấn cái nút ở dưới này, cái chốt khóa này nè. Cái nút đó, đó mình không có ấn nữa. Mình đẩy mạnh vô luôn. Ấy chà. Đây là đúng là cái cơ chế gắn dây mới của Samsung quảng cáo nha. Gắn vào không cần bấm nút gì luôn, rất là dễ, in một cái là vào thôi. Bây giờ mình sẽ mở ra ha. Và nó dễ hơn không? Mình sẽ bấm nút. Khoan khoan, mình chắc mình bấm chưa có sâu quá. Trời ơi là trời, sao nó cứng dữ vậy? À, đẩy xuyên qua một bên, trời đất mẹ ơi. Đúng là lúa ghê, nhỏ lớn mới biết mà. Cái bên kia mình cảm thấy nó gắn dễ hơn cái bên này, không hiểu sao. Trời đất, quỷ thần ơi. Lại phải bấm nút à. Thử nào. Cũng nói chung là mình thấy cái hệ thống gắn dây ở trên cái cơ chế gắn dây của Apple Watch rất là tuyệt vời, rất là dễ sử dụng. Trời ơi là trời, mình gắn con dây thôi mà mình đã mệt rồi đó, mình cảm thấy là mình đang khá là mệt, tay mình nó đuối rồi đó. Ok, cố lên nào các bạn. Trời ơi, lúa thiệt. Sao lần này là không vô nhỉ? Cái đoạn này chúng ta có nên cắt hay không? Thôi nha, mình không có, tại vì mình sẽ để xa cái máy quay tí xíu để gần nó với tay quá mình làm cũng không có lực được. Ok, được rồi đó, nãy để với quá nên bấm không có nổi. Ok. Cái tay em này tháo ra đi thì ghê quá. Trời ơi, nó nói cái gì? Nó có phát âm bằng giọng nói nè, bộ nhớ trong này. Cái chế độ mà đọc chữ trên màn hình ha, bấm 3 lần cái nút home này là nó sẽ tắt nè, mà nó nói nhiều quá. Ê, trời ơi. Sao? Mình sẽ đeo thử lên cái cổ tay mình. Cái chốt này ở dưới này nha, nó có hai cái mấu luôn nha, nó gài vô nè, nó xuyên qua cọng dây nè, nó không phải là một chấu. Okay, gài vô. Nhìn cũng rất gì và này nọ. Trời ơi, nó nói cái gì mệt mệt quá. Nó có ba màu ha, màu này nè, với cái màu trắng trắng bạc, với một cái màu màu xanh, cái dây xanh, xanh green, xanh quân đội nữa đó. Nhưng mình thấy cái màu này nó mới mẻ, nhìn nó nam tính hơn nè, nên mình chọn cái màu này. Okay. Thực ra khi đeo lên tay thì cảm giác nó cũng không có quá nặng nha, cũng không quá nặng, thấy cũng vừa vừa, không quá nhẹ không quá nặng, bình thường. Có điều dây nó hơi nổi quá, từ từ thì mình sẽ nghiên cứu coi có dây nào đẹp đẹp màu nó bớt nổi xíu không thì mình sẽ đổi qua sau. Ok, clip nào cũng hơi dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của đồ chơi di động nha. Nhớ là
Nếu mà thương shop đó thì nhớ like video này, chia sẻ và cho shop xin một cái subscribe nha, please.